Tinh tinh tinh. Cái gì đấy hả? Hả? Cái này là cái gì? Đây là pop it của tớ. Pop it? Ờ. Trời ơi, cái này mà pop it á? Làm sao? Cái này pop it thì chơi kiểu gì? Bạn không thấy à, trên này cũng có những cái lỗ 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 để chúng ta ấn vào. Đây, nghe nó. Đó. Ôi giời ơi, chả nghe thấy cái gì luôn. Trời ơi, cái này á, giảm stress cực kỳ luôn. Chả khác gì pop it luôn. Tớ toàn gọi là pop it rồi. Tớ nhìn thấy bạn ấn cái này tớ sợ stress thêm đó. Mà bạn biết không, cái này á, bố tớ chỉ để bật đèn pin thôi. Bật đèn pin thì làm sao? Trời ơi, người ta phải chơi pop it như thế này này. Pop it gì đây? Trời ơi, con khủng long nhá. Ngựa nhá, rồi đây nữa nè. Uầy, tớ giữ xem nào. Wow, xịn chưa? Chưa bóc là tí nào luôn. Tất nhiên rồi, hàng mới mà. Ấy 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 ấy, hỏng của tớ chứ. Trời ơi, cái này cũng ấn ấn giống cái này thôi à. Thôi đi ra đây, tớ cho chơi một tí. Cho tớ chơi nha. Đi. Ít, cho tớ xem nào. Đây đấy, từ từ để tớ mở đã. Rồi ôi. Ít, đây là hình gì vậy? Đây là hình con khủng long nè. Đây là pop it hình khủng long nè. Ui, giống thật luôn ý. Ở đây này, đây là một cái pop it hình vuông đó. Sao bạn không mua pop it hình khác đi? Hình vuông xấu à? Nhưng mà tớ thích cái nào thì tớ mua chứ. Bởi vì là tiền của tớ mà. Ở đây cái nè, đẹp đây là chưa? Gì? Ui, ngựa pony. Đúng rồi. Wow, đẹp thế. Xịn không, xịn không? Ấy. Của tớ mà, sao bạn lại ấn của tớ? Thì lúc nãy bạn chả bảo là cho tớ chơi là cần gì? Thế được. Thế bây giờ nhá, bây giờ bạn ấn đi, ấn một cái đi. Đây. Ấn đi. Đó, được rồi nha, ấn một nhưng cái. Nhưng mà nó rồi bị đẩy lại được cái kia. Nhưng mà bạn cũng ấn rồi, tớ cho ấn một lần thôi. Cả bây giờ, cái này là của tớ. Nhưng... Này, đổi đi. Đây, bạn chơi pop-in của tớ, tớ chơi pop-in của bạn. Thế là hợp lý. Không, cái này của bạn á, nó chỉ là cái túi ni lông thôi mà đòi đổi của tớ á. Ni lông đâu, nhưng mà cũng ấn được, cũng có tiếng kêu. Đây này. Tích, 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 cái này. Thế thì bạn chơi cái đấy đi, tớ chơi cái này. Trời ơi, lúc nãy đã cho tớ chơi rồi. Chơi rồi còn gì nữa? Được có mỗi một lần. Thế thôi, cái này tớ mất tiền mua mà, tớ phải được chơi chứ. Này, cho tớ chơi đi. Xong rồi à, tớ có đồ chơi, tớ cũng chia cho bạn chơi nữa. Bạn có bao giờ có đồ chơi đâu, tớ thấy đồ chơi của bạn toàn cái đồ chơi gì gì á. Như kiểu là cổ trang ngày xưa á. Gì gì đâu. Tớ thích chơi đồ chơi hiện đại cơ. Hiện đại á, nhưng mà cái pop it này cũng đâu có hiện đại đâu. Ai bảo không hiện đại, pop it này là hiện đại nhất rồi. Thôi đi, cái này á, cũ rồi, đời xa lắc xa lơ rồi. Trời, của bà á, có mà thời nguyên thủy á, cái này này. Tớ có nói cái này đâu, tớ còn có cái hiện đại hơn ý. Trời ơi, nói điều, ai tin. Thật không tin đâu. Đó, bà có cái gì? Được, nhắm mắt lại đi, xong rồi cho xem. Đây. 1, 2, 3. Ê, tôi biết ngay mà, thế mà nói được. Thế nhắm mắt lại đi, lần này là nháp, lần nãy là nháp. Bây giờ là thật này. Nhắm mắt đi. Trời ơi, tớ biết rồi, bạn chả có cái gì rồi. Tớ mà có thì sao, tớ mà có thì bạn cho tớ ba cái pop-it này được không? Không, nhưng mà tớ biết là bạn không có rồi. Bạn tuyết á, dám coi thường mình á. Mình cũng có đồ chơi mới chứ bộ. Đâu? Đây, đây là cái gì? Nào. Cái này là, đây là cái cục đèn pin gì? Đèn pin đâu mà đèn pin? Đây là pop it này. Bạn thấy giống chưa? Đây nhá, pop it của tớ còn hình con cua đây nè. Có các nút này, ấn được đây này. Nhạy nhạy hơn của bạn luôn. Còn có nhạc đây nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ muốn ấn trở lại ư? Ngoảnh lại đằng sau. Tên. Đó, 1 giây luôn. Có các cấp độ khác nhau đây nè. Rồi, còn thi được nha. Trời ơi, xịn nhất luôn ấy. Hiện đại hơn của bạn nhiều. Uầy, của hàng xịn thế. Thế mà của mình á, còn chả có tiếng gì cả. Mình muốn chơi của bạn này quá. Này Hằng ơi, ừ? Bây giờ nhá, tớ cho bạn một cái pop-in của tớ á. Sau đó bạn cho tớ chơi của bạn với nhá. Được, đâu bạn cho tớ cái nào? Cái nào bé nhất à? À cái này, con khủng long. Cái nào bé nhất á? Không phải, cái này là đẹp nhất á. Được thôi, khủng long cũng được. Đây, tớ cho bạn chơi cái pop-in của tớ này. Không, không phải cái này, cái kia cơ. Thôi, chơi cái này đi. Không thấy cái này đâu, cái kia. Không, cái đấy đi mà. Này, bạn tưởng là lúc nãy bạn không cho tớ chơi, giờ tớ cho bạn chơi dễ dàng vậy á. Nhưng mà của tớ cũng đẹp mà, của tớ nhiều màu này, cho tớ chơi với. Thế, ai bảo bạn dám coi thường người khác. Nhìn người khác như thế mà bảo là
Không, có pop it xong rồi là pop it của bạn từ cái thời cổ trang. Tại vì tôi thấy rằng bạn lấy cái kia pop pop á, cái đấy chỉ là túi ni lông thôi. Cái này mới là pop it thật. Thật ra cái này cũng chơi hay lắm á. Cứ bóp bóp như thế này vừa không tốn tiền này, xong rồi là giảm stress nữa. Ừ ha, nó cũng ấn được nè, nhưng mỗi tội nó không kêu to. Nhưng tôi thích cái con cua đấy á, cho tôi chơi với. Con cua này á? Ừ. Thôi được, tớ sẽ rộng lượng cho bạn chơi cùng. Ok đấy. Nhưng mà hôm sau bạn có cái gì cũng phải chia cho người khác chơi nữa đó. Tớ nhớ rồi mà, cho tớ chơi với. Cái này á, cái này hiện đại nhất đây. Cho tớ ấn thử đi. Đấy. Wow. Bạn có nhìn thấy mấy cái đèn nó sáng lên đây không? Cái màu đỏ này đúng không? Đúng rồi. Cho mình đẩy ở đây lên. Mình phải ấn theo cái đèn sáng này. Nếu mà bạn ấn sai á, là bị thua đó. Ủa, còn bị thua nữa. Ờ, nhưng mà đèn nó nháy 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 như thế này làm sao mà biết nó ở chỗ nào? Thì nhìn kỹ vào. Đây đúng không? Ờ. Này, ấn lên. Đấy. 1, 2, 3. Đó, sáng chưa? Wow. Đấy, như thế là chính xác luôn. Ôi, thích quá à. Đó. Ý, này, hay là bây giờ tớ với bạn thi chơi pop it đi. Được, để xem bạn vượt qua được bao nhiêu level. Ok. Tớ bật lên nha. Ok. Đây. Wow. Bạn nhìn thấy đèn sáng chưa? Có. 1 nè, lên nào. 2. Ồ, 3 nút luôn. Khó hơn rồi. 2 nè. Wow, mình phải tăng tốc mới được. 1. Yeah, 1, 2, 3. Nhìn anh Hằng ơi, tớ siêu chưa? Ui, nãy giờ giỏi đấy, chưa sai cái nào luôn. Sai rồi. Tớ bị sai rồi. Thua rồi nha. Chán thật đấy, đang chơi vui mà. Nhưng mà cũng được mấy vòng luôn. Ừ. Bây giờ đến lượt tớ như này. Ok. Bật lên. À, tớ sẽ đổi chế độ khác. Đấy. Rồi. Đây, đây. Ê. Wow. Bây giờ mình phải ghi nhớ. Đấy, chính xác nè. Đây, đây. Uầy. Bật siêu quá à. Đâu nữa? Đấy, đấy. 1, 2. Ê. 1, 2. Rồi, đổi chế độ khác xem nào. Ok. Ui, ở đây là 3 khó hơn này Tuyết ơi. Chế độ tăng khó lên mà. Rồi, để xem chế độ khác như thế nào. Ui, cái này nhanh hơn. Ừ, đúng rồi. Wow, bạn giỏi quá, chưa sai luôn. Trời ơi, tớ mà lại. Ôi. À. Trời ơi. Ê, thua rồi. Trời ơi, đang chơi vui. Đấy nha. Chứng tỏ là cái món này rất là hay này, tại vì là nó chạy rất là nhanh luôn. Đúng mình đó. Mà không kịp nhìn cái là sai luôn. Này nhá, cái này rèn luyện khả năng ghi nhớ này, nhanh nhẹn này. Đúng rồi, nhưng mà mỗi tội nó hơi ít nút ra. Ít nút thì chúng ta có nhiều chế độ, mình cứ ấn thôi. Trời ơi, ra còn tới cũng hay nè, vì nó có nhiều nút. Hay là tớ với bạn đi chơi đi. Bạn nói thế là chê cái này của tớ rồi. Không, rồi. Không mà, tớ đùa thôi. Cái của bạn rất là hiện đại, xịn sò này, chơi rất là vui. Ok, thế được rồi, để đây đi. Tí nữa mình chơi tiếp. Bây giờ chơi cái của bạn đi. Ok, thế bạn thích chơi cái nào tớ với bạn thi. Ok, tớ chơi cái hình vuông đi. Ok, thì tớ sẽ chơi bạn này đi. Nhưng mà cái của bạn có vẻ ít nút hơn đó. Nhưng mà của bạn đường thẳng nè. Ok, nào. Nào. 1, 2, 3. Yeah. Ôi. Xong. Xong. Yeah. Như này. Nhanh nghe. Tớ còn tận 2 hàng đây này. Ai bảo bạn chọn hình vuông đi. Hình vuông nhiều. Đổi đi. Không. Bây giờ 2 cái này đi. Ok. Ok. Nào. Nào. Nhìn cái này ít nút hơn này. Ok. 1, 2, 3. Bắt đầu. Yeah. Yeah. Xong. Xong. Phải. Trời ơi. Yeah. Tớ lại thắng bạn rồi. Trời ơi, thôi đi. Đấy, chắc chắn là pop it của bạn nên là bạn ở nhà bạn luyện sẵn rồi. Hay, hồi nãy tớ với bạn mới bóc từ túi ra còn gì nữa. Trời ơi, đã được chơi đâu. Thì... thôi, tớ vẫn thích chơi pop it của tớ hơn. Ê, tớ cũng thế á, tớ cũng thích chơi pop it của bạn. À này, thế thì chúng ta thi đi. Tớ chơi pop it của tớ, bạn chơi pop it của bạn để xem ai xong trước. Được luôn, thế thì tớ sẽ chọn bạn khủng long này để cho bạn ấy ít nút. Ok, bạn cua của tớ cũng ít nút này. Nào, chơi luôn. 1, 2, 3. Ấn nào.
tớ chấp bạn luôn. Ơ nhanh lên chưa xong. Bạn biết sao không, của bạn à? Đây để tớ đếm xem nào. Ờ, 3 này, 4 này là 7 này. Trời ơi, có 10 nút thì làm sao mà đo lại được tớ. Trời ơi, cái con khủng long này không có mấy nút đâu. Trời, nhưng mà bạn ấy chắc chắn là nhiều hơn số 10 rồi. Thôi được rồi, coi như là bạn chơi pop in siêu. Chỉ là pop in nhựa tớ mới chơi siêu thôi. Này, cho đó. Này tớ xin. Ôi, lần này lại lấy cơ. Có chứ, tại vì là tớ thấy chơi cũng hay mà. Thật ra lúc đầu tớ cầm cái này này, tớ chỉ thử lòng bạn thôi. Ai ngờ tớ thấy luôn cả lòng mề, xong rồi là gan luôn các kiểu luôn. Trời ơi, chẳng qua là tớ hơi hồ đồ một tí thôi, tớ xin lỗi mà. Từ nay tớ nhớ bài học bạn dạy cho tớ rồi. Ok, nhớ nha. Ủa, lấy cái này để gói hàng hả? Đúng rồi, mình sẽ dùng cái này để gói vào, sau đó là ship đi một nơi nào đó, nó sẽ không lo bị hỏng nè. Ok, thôi vào nhà tớ đi, ăn kem. Ủa, thế hả?